Chuẩn bị cho cháu tôi đi khai trường đó hả? Dạ, nhưng chị hai biết không, em lo quá. Tay chân thằng bé luôn trầy xước mà em lại không có đó để lo cho nó. Vậy em đừng dùng xà bông thơm này nữa. Nên dùng xà bông diệt khuẩn để tẩy sạch vi trùng có hại mà mắt thường không nhìn thấy. Hãy dùng Safeguard, diệt khuẩn rất hữu hiệu. Xét nghiệm tại Mỹ cho thấy Safeguard tẩy sạch hơn 90% vi trùng trên da mà mắt thường không nhìn thấy và ngăn chúng phát triển trở lại lâu hơn. Có xích ra, giờ đây mình thật sự an tâm là con mình đã được bảo vệ, kể cả khi mình không ở đó. Em có hài lòng vì mình đã làm một điều tốt cho con không? Safeguard, bảo vệ hữu hiệu gia đình bạn khỏi vi trùng. PNG